Ôi Chúa ơi, chúng con đến. Chúng con đến Chúa ơi. Chúng con đang trước mặt Ngài. Để chúng con thờ phượng Ngài. Như lời của Ngài nói rằng, thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật. Tất cả chúng con có để thờ phượng Chúa của chúng con. Oh my.